thánh nữ Lê Thị Thành và thánh nữ Linh Khởi của các thánh tử đạo Việt Nam. Nhìn lại lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam, số chị em phụ nữ góp phần xương máu làm chiến đức tin không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường bất khuất vì đức tin Kitô. Kitô giáo của thánh nữ Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính quan tổng đốc Trịnh Quang Thanh nổi tiếng vùng giám tỉnh Nam, tức là tỉnh Nam Định, cùng ngành phải bất lực trong việc thuyết phục và chứa đạo. Qua áp dụng nhiều phương thế, từ khuyên đủ ngon ngọt đến tra tấn nhiều hình, gông xiềng, đòn đánh đến tan nát thân mình, cũng không thể luôn là đức tin chân tiên của thánh nữ. Những giọt máu tung té vì giòn giọt đã trở nên những bông hoa hồng kết thành chiều thiên tử đạo. Phần thưởng tuyên thảo thiên chúa trọng thưởng An Nay Lê Thị Thành, thánh nữ tiên khởi của giáo hội Công giáo Việt Nam. Người mẹ thương mẫu, thánh An Nay Lê Thị Thành sinh khoảng 1781 tại làng Bán Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, cô thần đã theo mẹ từ quê ngoại ở quốc nhà, một giáo xứ lớn, nay thuộc giáo phận Bắc Định, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, cô kết hôn cùng anh Nguyễn Văn Nhất, người cùng xã, và sống với nhau rất hạnh phúc, thuận hòa, sinh hạ được hai con trai, tên là Lê và Trân, và mỗi gái tên là Thu Lâm, Nhi Nhung. Tục lệ địa phương thường gọi tên cha mẹ bằng tên người con đầu lòng. Vì thế, mới có tên ông Lê và Lê. Hai ông bà sống hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Từ bác ái đến trường đạo, ông bà Lê có lòng bác ái thay hơi giúp đỡ người, nhất là trọng kính và tốt sáng giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong đời sống đạo. Ông bà dành một khu nhà đặc biệt để các linh mục vừa thân trú ở. Những đức ái đó đã đưa bà Lê đến quốc tử đạo. Tháng 3 năm 1841, giờ vua Thị Định, có bốn linh mục diện tịch hạ làm quốc nhà. Cha biết nghe ô, nhân ở nhà ông Cổng to lô đức. Cha ra đi dính ở nhà ông Thường Sơ, cha Thành ở nhà bà Lê và cha ở một nhà khác. Một người tên là Đệ nghe giúp cha Thành muốn lập công và tham tìm các bậc giáo viên cho linh mục chú ạ. Có khi các linh mục chú ạ cho con tổng đốc Việt Quang Thanh. Chú con tổng đốc Đức Thanh chỉ huy 500 lính đột xuất bao vây làng quốc nhà. Vào đúng sáng ngày lễ phục sinh 14 tháng 4 năm 1841, quan triều tập trung cho dân lại để quân lính lục soát trường nhà. Khi bị bắt, bà Bê rất sợ hãi, nhưng khi chị bà gia đình làm thì gương mặt bà vui tươi và không có vẻ gì làm được việc nữa. Mặc áo hoa hồng, quân lính áp giải các nạn nhân về gia đình. Họ phải đi suốt đêm rất cực nhọc và đêm rất yếu, không chịu nổi cơn quá nặng, phải có người nâng đỡ nhiều lần. Tới thành Nam, bà bị giam chung với hai nữ tu. Sáu ngày sau ra trước công đường, quan tòa bắt bà chỗ đạo và đáp: "Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ tôi bỏ đạo chủ muôn đời." Các quan tìm đánh đòn bà, lúc đầu những đánh bằng roi, sau dùng cổ lớn cột vào chân bà. Bà không nản lòng, khi chồng bà đến thăm, bà giải thích vì sao bà thương tâm như vậy. Họ đánh đập bà, họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi. Nhưng tôi đã được đức mẹ giúp sức, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Đến lần thẩm vấn thứ hai, thứ ba, thấy bà Lê vẫn một lòng kiên trung,
Quân lính được lệnh vừa đánh vừa lôi bà qua đánh giá. Nhưng bà rất mình xuống đất, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, Thiên Thư Đức con không bao giờ muốn chối bỏ lòng Thiên Chúa. Nhưng vì con là nàng bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cứu bắt con và lên thập giá. Bà An Lê đã bị đánh đập tàn bạo, đến nỗi thân mình đầy máu mủ. Tuy vậy bà vẫn vui vẻ và còn muốn chịu khó hơn nữa. Quả thật bà đã thể hiện trọn vẹn mỗi phút thứ tám. Thiên yêu Chúa Tể môn trùng tan vàng nát ngọc chỉ chung một lòng. Ngoài những cực hình treo tấn nặng nề và ác uống khao khổ, bà còn chịu liên đau đớn của bệnh huyết lị. Trong giờ hấp hối, người đã cùng nghe bà cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chỉ biết vì con biết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con. Cuối cùng bà dâng lời sau hết: Giêsu Maria, con có dâng linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự. Bà Agnede đã về nhà cha trên trời trong tinh thần thánh thiện ấy. Hôm đó là ngày 12 tháng 7 năm 1841. Sau 3 tháng bị giam cầm, hy sinh vì đức tin và hưởng thọ 60 tuổi.
thì cho các nhà các tên của thử sai chú ẩn trong nhà thần lên. Cho nên cũng nhờ nhân đức của người mẹ công giáo Việt Nam hiền lành chỉ nhà khiêm nhường và đặc biệt là luôn đạo đức thánh thiện, luôn gương mẫu cho con cái trong đời sống thực tiễn. Cho nên ngày 2/5/1909 thiếu nhà bảo yêu người là cô con thánh nữ đền nhà Trần Phương. Và rồi ngày 19/6/1988 được đức thánh giáo hoàng Gian Paolo II tôn học lên vợ vị này. Thánh nữ là thánh nữ duy nhất trong 117 thánh nữ đạo Việt Nam được giáo hội con cái. Đây là một gương mẫu sáng trong người phụ nữ Việt Nam, bởi bà là một người Việt Nam sống một cuộc đời giản dị với những phong tục tập quán, sống yêu thương chồng con, lo lắng cho gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái, không chỉ để đời sống vật chất mà đời sống tinh thần, đặc biệt đời sống linh thiêng. Đây còn là một mẫu gương cho mọi người chúng ta còn trẻ tập trước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời truyền cầu thánh tử Giang Lê Lê Đình Thành ban xuống cho mọi người mẹ công giáo chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ công giáo tại giáo hội Chúa Giêsu.
Ngài gọi đó là
Thank you.
vì nhờ được sống